Dạ, một em Tonder National OR504 hàng bãi về full hộp hộp 6. Dạ, đầy đủ full phụ kiện cắt cử cũng giống như là chai dầu của National luôn nha. Dạ, chai dầu mà để châm vô đây nè. Dạ, chổi, adapter sạc. Adapter sim 100V nha mấy bác, đừng về cắm 220 giùm em. Pin thì em không biết là còn bao lâu đâu nha, em sạc pin tối thì thấy hôm nay vẫn còn pin. Dạ đây. À, thấy vẫn còn pin tốt nha. Vậy thôi. Chứ còn biểu mà em sạc, biểu mà nó chạy bao nhiêu lâu thì nó hết pin thì em sẽ không test mấy cái vụ đó. Rồi, đẹp keng ha. Rồi, cắt cử đầy đủ. Rồi. Về xài gia đình. Rồi. Em cảm ơn mấy bác.